mát chạm miệng rộng magic, có lớp lọc bằng thép ép cả trái cây và rau củ. Các dòng sản phẩm mát chạm hiện nay được bày bán với nhiều phân khúc giá khác nhau, đảm bảo có thể ép được cả mọi loại trái cây và rau củ. Nhưng nếu sử dụng lâu dài, liệu có đảm bảo an toàn hay không? Đặc biệt, với bộ phận lưới lọc nhựa có tính linh hoạt, chỉ thích hợp cho việc ép các loại trái cây và rau củ mềm, không đáp ứng khả năng ép các loại rau củ nhiều xơ hay quá cứng. Đặc biệt khi tiếp xúc với các loại trái cây có tính axit cao, sử dụng lâu dài, hoạt động hiệu suất cao, dễ bị biến dạng, nứt, bể, phải đi thay thế linh kiện thường xuyên. Nhưng với mát chạm miệng rộng của nhà Magic, sở hữu lưới lọc làm bằng thép không rỉ, chống bào mòn, giúp gia tăng tuổi thọ cho máy gấp 2 lần lưới lọc nhựa. Thiết kế 2 tầng lọc thông minh với tầng trên 0.7mm, tầng dưới 0.3mm, dễ dàng cắt nhỏ rau củ, trái cây, lọc sạch bã, ép được các loại rau nhiều xơ như rau má và cần tây mà máy vẫn chạy êm, không bị rung lắc hay bị kẹt. Ép được cả trái cây cứng như ổi và cà rốt và khả năng ép kiệt bã, vắt kiệt nước, mang đến những ly nước ép tươi, nguyên chất. Mua ngay mát chạm miệng rộng Magic để được nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn và chế độ hậu mãi tận tâm.